vị đã đến với chuyên mục Bản tin pháp luật của truyền hình báo pháp luật Việt Nam, được phát tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Bản tin pháp luật tập trung lý giải các vấn đề thời sự nóng trong ngày, trong tuần, trong tháng, nhằm giúp quý vị khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác, đúng đắn ở góc độ thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị, trong những kỳ phóng sự trước đây, bản tin pháp luật của truyền hình báo pháp luật Việt Nam đã có bài phản ánh về việc người dân đồng loạt gửi tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Kiến Thiện, gọi tắt là công ty Kiến Thiện, là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 22 năm không giao đất nền và sổ hồng cho người dân tham gia dự án, mặc dù người dân đã đóng trên 90% tiền theo hợp đồng. Trong nhiều năm qua, người dân tìm mọi cách để liên hệ với lãnh đạo công ty Kiến Thiện để yêu cầu giải quyết theo hợp đồng. Tuy nhiên, công ty Kiến Thiện luôn thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi người đại diện pháp lý. Nên đến nay, người dân tham gia dự án khu nhà ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không có cách nào để liên hệ, làm việc được với lãnh đạo công ty Kiến Thiện. Vụ việc khiến hơn 20 hộ dân bức xúc, cầu cứu các cơ quan chức năng và báo chí. Để hiểu rõ hơn về vụ việc này, truyền hình báo pháp luật Việt Nam mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Theo nội dung đơn thư của người dân, kể từ năm 2002, trên 30 hộ dân đã ký hợp đồng thỏa thuận góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng đất nền với công ty Kiến Thiện tại dự án khu nhà ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đã gần 1/4 thế kỷ trôi qua, những hộ dân này vẫn chưa nhận được đất nền và hồ sơ pháp lý để xây nhà ở. Nhiều người dân lâm vào cảnh nợ nần vì phải vay tiền lãi cao để đóng vào dự án. Nhiều người phải đi thuê nhà ở trong suốt gần 1/4 thế kỷ qua. Thậm chí con người đã mất mà vẫn chưa được một lần nhìn thấy phần đất mà mình đã bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư, mong có nơi trú ngụ cho bản thân và gia đình của mình. Sau gần 1/4 thế kỷ trôi qua, mọi thứ vẫn im hơi lặng tiếng, khiến người dân rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng, phải cầu cứu các ngành chức năng. Dự án khu nhà ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do công ty Kiến Thiện làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 ngày 5/11/2009 với quy mô 52.506 m². Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khu dự án này chỉ có 4 căn nhà mẫu được công ty Kiến Thiện xây dựng cách đây gần 20 năm. Các căn nhà mẫu này đang được người dân sử dụng theo kiểu nhà tạm đã xuống cấp. Phần còn lại của dự án được phân lô rất cụ thể, cơ sở hạ tầng của dự án khá khang trang. Nhìn toàn cảnh của dự án thì bất cứ ai cũng cảm nhận được đây là một dự án hoàn chỉnh về quy hoạch. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là tại sao người dân nhìn thấy phần đất phân lô của chính mình theo hồ sơ hợp đồng với công ty Kiến Thiện mà lại không được công ty Kiến Thiện bàn giao đất nền và sổ hồng cho người dân trong nhiều năm qua? Đáng chú ý, qua tìm hiểu của phóng viên tại hiện trường, cơ sở hạ tầng và khuôn viên cây xanh của dự án này lại do ngân hàng Sacombank đầu tư xây dựng và quản lý kể từ năm 2018. Thậm chí nhân viên bảo vệ cổng vào dự án và nhân viên chăm sóc cây xanh trong khuôn viên của dự án cũng do ngân hàng Sacombank quản lý và chi trả tiền lương hàng tháng. Vậy, vấn đề đang được người dân tham gia dự án đặt ra ở đây là chủ đầu tư thực sự của dự án này hiện nay đang thuộc về công ty Kiến Thiện hay ngân hàng Sacombank? Và người dân đóng tiền tham gia dự án này cách đây 22 năm thì hiện nay cần làm việc với ai để đòi lại quyền và lợi ích của mình? Điều mà lẽ ra người dân chính đáng được hưởng khi mà họ đã bỏ ra một số tiền lớn để tham gia vào dự án kể từ năm 2001. Được biết, mới đây công ty Kiến Thiện đã được Chi cục Thuế quận 1 cập nhật mã số thuế lần cuối vào ngày 27 tháng 2 năm 2022. Theo đó, công ty Kiến Thiện hiện nay có địa chỉ tại số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện là ông Hồ Duy Quốc. Theo địa chỉ này, người dân tham gia dự án đã tìm đến công ty Kiến Thiện để yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết theo hợp đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì họ không nhận được sự hợp tác của lãnh đạo công ty Kiến Thiện. Gia đình tôi và 31 hộ đã mua đất của công ty Kiến Thiện thuộc xã Phong Phú, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay là đúng 21 năm rồi. Mà lúc đó là mua của bà Bùi Thị Thanh Nguyên làm giám đốc. Cho đến nay thì từ cái ngày mua đến bây giờ, lúc đó từ tôi mua đó là có cơ sở hạ tầng, có nhà mẫu là đầy đủ hết luôn. Nhưng mà công ty không giao đất, cũng không giao nền cho tôi.
để tôi xây dựng nhà ở. Đến năm 2004 thì công ty có kêu lên là hợp tác. Ở đây là có cái hợp đồng góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án khu dân cư Phong Phú và nhận lại nền nhà để xây nhà. Thì đó là năm 2004 là kêu là để người ta xây dựng cơ sở hạ tầng, người ta sẽ giao nhà cho chúng tôi. Mà tiền đó, là hóa đơn đây chúng tôi đã đóng hết 90% rồi. Có gia đình đã đóng 100%. Rồi có gia đình đã 95%, riêng gia đình tôi là đóng 90%. Còn 10% để lại là sau giao nhà thì với làm giấy tờ. Ở trong đây là có rõ ràng ghi đàng hoàng ở trong hồ sơ này. Ở đây tôi có giữ hai hồ sơ là hợp đồng quyền nhượng nhà và một cái hợp đồng là xây dựng để làm cơ sở hạ tầng lại. Mà biết bao nhiêu lần tụi tôi lên công ty để đòi hỏi quyền lợi để nhận nhà, nhận đất. Mà đến bây giờ kéo 24 năm mà công ty toàn lấn tránh không, chưa gặp ai bao giờ. Có một lần thì ở bên công ty Thái Sơn đã mời lên hai lần. Lúc đó là nói là thiếu bao nhiêu thì đóng tiền vô để làm hợp tác rồi giao. Mà tụi tôi lên thì cũng chả có làm việc, hẹn cứ hẹn hẹn hoài. Rồi sau đó công ty, hình như là cái công ty này đã sang nhượng nhiều lần, nhiều người lắm rồi. Rồi biết được là cái công ty này đã sang nhượng nhiều lần lắm rồi. Mà lúc đó thì ở Hồ Tùng Mậu, tụi tôi hình như năm 2019 có mời một lần lên. Thì nó là để cơ sở hạ tầng xây xong thì giao nhà cho. Nhưng mà năm 2018 tôi có để cái đơn lên là tôi xin nhà và nhận đất. Tại nhà tôi ở chung cư con cái nó lớn chặt quá rồi. Thì tôi cũng muốn xin để xây cho con nó lớn, nó già rồi nữa. Đến lúc đó thì công ty trả lời là ông có cái ông Hồ Duy Quốc, ông có ra tôi một cái văn bản là để cơ sở hạ tầng xong xuôi thì ông sẽ giao nhà. Mà đến bây giờ là cơ sở hạ tầng vừa qua đã làm xong rồi mà không thấy công ty hợp tác kêu tụi tôi ra làm. Cái mảnh mọi người đều đã ra có quyền sử dụng đất giống này luôn, cái mảnh của tôi đây luôn, đều có luôn giống này luôn. Là giấy quyền sử dụng đất, miếng này là của tôi hồi xưa là 40%, 400 m², nhưng sau này cắt lại là còn 370 m² làm cơ sở hạ tầng lại. Mà nhưng mà cái tờ cái quyền sử giấy quyền sử dụng đất này đó thì công ty đã đem đi cầm thế chấp ngân hàng, sử dụng đất tại ngân hàng Phương Tây, địa chỉ số 127 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Là năm 2000 vào năm 2013 là công ty đã đem đi cầm cái này luôn. Đi đó mà không biết bây giờ giải chấp hay chưa thì tôi không biết. Đó là một điều là không tôi cũng không hiểu được nữa. Cho nên hôm nay lên đây tôi thay mặt 31 hộ trong đó bức xúc quá đi, là đòi hỏi công ty Kiến Thiện, người có trách nhiệm của công ty Kiến Thiện và cấp chính quyền của Bình Chánh, rồi Tài nguyên Môi trường thành phố. Tại vì hỏi cái công ty này tất cả không bao giờ gặp mặt tụi tôi. Bởi vậy là có công ty này có người hay là không có người mà lại không ra tiếp dân. Mà để 21 năm nay rồi là họ sai phạm rất chi là nhiều, từ sai phạm này cho tới sai phạm khác. Tôi đề nghị là mọi người phải ra hợp tác làm, còn nếu không là tụi tôi đi kiện rõ ràng. Kiện công ty mọi người đã đồng ý, đã ký đơn hết luôn rồi, đã gửi lên pháp luật, đã nhờ pháp luật làm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ tha thiết là công ty Kiến Thiện ra hợp tác để làm với tụi tôi. Còn không là tụi tôi kiện, thì công ty đi đến đâu cũng kiện tới đó luôn. Kính thưa quý vị, để tìm hiểu xác minh thông tin liên quan về vụ việc nêu trên, mới đây phóng viên truyền hình báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh. Theo đó, hiện các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đang hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Nội dung trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh về vụ việc này, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị trong bản tin tiếp theo. Kính thưa quý vị,
quý vị vừa xem xong bản tin pháp luật của truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình pháp luật sẽ tiếp tục liên hệ các bên liên quan để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của sự việc đang thu hút quan tâm của dư luận hiện nay. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với bản tin pháp luật truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam vui lòng gửi về bản tin pháp luật truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thông tin về email info.truyenghinhpháp luật@gmail.com. Kính thưa quý vị, đồng thời quý vị khán giả cũng có thể liên hệ trực tiếp tại Tổ Tư vấn Luật Bản tin Pháp luật Truyền hình Pháp luật Việt Nam tất cả các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị.